Qua tốt ngày nhiều đám cưới. Mà tốt chó gì mưa suốt thì... Không mưa vậy thì nó mới nhiều nước anh. Các cháu bây giờ nó khô khan này. Kiểu là tốt mà thấy mưa. Mưa khổ lắm. Em về quê mà nhà đứa cháu nó làm cỗ cưới mà 150 mâm mà cả cái ngày chủ nhật nó mưa tầm tã, thứ bảy mưa tầm tã, em bảo căn cỗ chiều tối và hôm sau nữa không biết thế nào. Mà cỗ nhà làm to thật. Nguyên cái rốn lượng mình là khiếp rồi. Mà chúng nó là anh em họ hàng tập trung làm hết anh ạ. Mới thuê cơ. Thế mới tài. Bây giờ đường này là anh quen rồi đúng không? Điện kia mình mới đi thì nó mới... Lạ rồi, lại quá cái chỗ ăn. Hôm diễn tập nó chặn hết đầu đường, cái cuối đường này cơ. Chặn cái đầu đi vào đúng không? Ừ, anh vào nó còn hỏi là anh đi đâu. Bảo không, tôi làm việc trong này, nó cho đi qua này. Máy bay trực thăng này, UAV này, thiết bị mô hình nó kéo đây đây, đây chỗ này. Cả cái tòa nhà mà đang hoàn thiện đây kìa, là toàn bộ nó dựng lán rồi thiết bị nó nằm ở đấy. Trời mưa đấy. Vâng ạ. Còn ở trong buổi đầu tiên ấy thì là trong IDC nó đặt mấy cái thiết bị liên quan đến viễn thông. Đây này, cụm này nó đem với qua tổng hết đấy, trong này đấy. Cái thằng này nó bán lại cho mấy công ty xong cái là nó hoàn thiện luôn. Diễn tập đấy, tất cả đấy. Đấy, cái thằng này nó bán cho 4 công ty mà. Nó mới hoàn thiện này này. Còn cái đợt tại sao năm ngoái năm kia nó không làm là vì là giai đoạn nó chuyển giao mà. Thằng ấy là nó bán đi thì nó mới hoàn thiện đấy chứ. Ông cơ không nên đâu, nhìn những hàng máy tôn vào cái thứ nó đổ trông nó. Nhưng lại hết mà nó tháo hết tất cả các pano ra rồi. Đấy nó cho tranh trại nó chiến. Đã chiến. Chỗ đang tập dàn chán anh ạ. Mấy hết rồi, xong rồi. Ở cái hôm anh lên đấy là bế mạc tuần trước, lên bế mạc đấy. Trước đó hàng nửa tháng mà em. Cái hôm lên làm việc ấy thấy bọn công an cái thứ nó vào, mình cứ tưởng là có sự vụ gì. Hóa ra là lực lượng công an quân đội nó vào đặt vấn đề, nó đặt thiết bị mà. Và nó thông báo là cái giai đoạn nó diễn tập phòng thủ đấy. Từ diễn tập phòng thủ cứu nạn cứu hộ. Còn cái chỗ nào ở trên kia cơ, nó còn ghê gớm hơn nữa cơ. UAV rồi là trực thăng nó quay đây trời mà. Khiếp thật. Mẹ nó cũng sợ bạn. Lính bắt đầu chơi lều bạt ở dưới đường này, ven đường. Trước đó định lấy tòa nhà mình làm cái thí điểm đấy. Ừ. Chắc là sau này con bạt Hùng cái xong quá. Sợ, ui thằng Hùng cũng phải khiếp. An ninh thế nào, mọi thứ ra sao. Ừ. Nhưng may quá cái chỗ bên kia nó có mặt bằng rộng. Tức là nó cứu nạn là từ trên nóc nhà của thằng kia xuống mà. Nó thả người. Viettel thì nó bảo đây là khu vực quân sự, không thể sử dụng làm nơi để diễn tập được. Thì nó lấy luôn cái nhà đang hoàn thiện đấy. Trên nóc nhà là người ngợm có thứ kinh lắm. Cháy kiểu ừ, cứu khổ cứu nạn, xe cứu hỏa chạy dập đường.